Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và em là Thái Hòa 88, đến từ Auto 88, có địa chỉ tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay em lại về một mặt hàng rất quen thuộc ở bên em, lại một chú sư tử nữa nhập đội. Xin giới thiệu với tất cả quý anh chị, đây là chiếc Peugeot 3008 phiên bản GT, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất 2021 và đăng ký 2022. Và đây cũng là cái model mới nhất anh chị nha. Xe một chủ từ đầu, mang biển số gốc thành phố, mới chỉ chạy được hơn 1 vạn thôi. Và em sẽ cùng review cho quý anh chị. Em vẫn xin nhắc lại câu nói quen thuộc của em. Auto 88 là một đơn vị bán xe Peugeot cũ nhiều nhất và uy tín nhất ở trên thị trường Việt Nam. Ok, xe vừa cập bến thì bên em cũng chưa qua spa hay là dọn rửa gì cả. Quay luôn cho quý chị cùng xem. Chiếc xe này giá trong hãng mới tinh lăn bánh lên tới gần 1 tỷ tư anh chị ạ. Gần 1 tỷ tư đã trừ thuế rồi, VIN 2023 đấy ạ. Nhưng bên em đang có một mức giá vô cùng tốt anh chị nha, vô cùng tốt. Đó thì em sẽ đi dần dần và từ từ để cho quý anh chị có thể thấm được con xe này. Đó, thực sự xe vừa về, em chưa spa một chút nào cả đâu ạ. Chưa spa một chút nào cả đâu ạ. Và bản GT này là bản cao cấp nhất. Ok, em sẽ đi vào chi tiết của chiếc xe. Xe thì là bản cao cấp nhất nên là cũng được trang bị những option gọi là tối tân. Ví dụ như là đèn pha mắt liếc này, và tất cả toàn bộ đèn ở trên chiếc Peugeot 3008 đều được trang bị đèn full LED. Sơn si của xe thì vẫn còn rất là mới, ngoại trừ có một vài cái vết nho nhỏ này. Đó, ở dưới phần bao sốc trước này thì em sẽ cho đi spa này, xước sát này. Xe của em Thái Hòa 88 nhá, bán ra nhá, xe có gì nói đấy, km em cam kết zin. Và đặc biệt khi mua xe của em anh chị không cần đặt cọc, cầm xe đi check thoải mái ok thì mới về đặt cọc cho em ạ. Đó, toàn bộ phần đầu xe thì xe sẽ được trang bị cảm biến. Đó, ngoài ra là xe gần như không còn vết xước nào cả, có mỗi là cái bậc để chân lắp thêm này, đó thì nó bị rách chỗ này này. Thì em sẽ thay một cái bậc mới luôn anh chị nhá, em sẽ thay một cái bậc mới để tặng cho anh chị luôn. Đó, khách quan chưa ạ? Làm việc như thế cho nó thoải mái đúng không ạ? Em tính em là không thích lằng nhằng, cũng không thích rau dưa, thích làm việc khách quan ngay từ đầu, cho nó gọn đi. Anh em mình có thể là khó tính với nhau con đầu, nhưng mà những con sau thì anh em cứ mua ủng hộ em thế thôi. Anh em cứ khó tính với em từ những con đầu đi, từ những con sau là anh em cứ ủng hộ một phát là chuyển cọc thôi, cho nó gọn đúng không ạ? Xe thì gần như không có điểm nào để chê cả. Chắc là mấy cái vết này này, đỗ ở nhà em, cái vết này là do đỗ ở nhà em đêm qua trời mưa ấy, thì nó nước mưa nó rơi xuống, nó có cả cái thạch cao ở bên trên ý, đá vôi ý, nên là nó bám, thì em sẽ cho đi rửa sau, rửa đánh bóng sau. Xe thì gia chủ đã dán hết 3M rồi, dán hết phim 3M rồi, nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Cụm đèn hậu đằng sau của chiếc xe thì đẹp vô cùng luôn anh chị nhá, nó đèn hậu kiểu tia sét ý, rất là đẹp. Ngoài ra kèm logo Peugeot, xe được trang bị này, cốp điện này, đá cốp này, đó rất rất mới luôn. Lốp sơ cua thì vẫn chưa hạ, toàn bộ đồ đạc zin thì vẫn theo xe, tất cả đều còn nguyên hết anh chị nhá. Anh chị cầm đi check test thoải mái đi ạ. Vào trong khoang nội thất của chiếc xe thì xe được trang bị đó, bộ ghế da Habana rất sang chảnh, vẫn đang còn rất mới anh chị ơi, vẫn đang còn rất mới luôn ạ. Bộ ghế da Habana này, cửa sổ trời toàn cảnh kết hợp đèn ambient light này, vẫn đang còn rất mới luôn anh chị nhá. Loa focal này, xe được trang bị lên tới 11 loa focal, 4 lên xuống kính thì đều auto. Và một phần nữa em rất là thích là cái tắp ly của chiếc xe được trang bị cả da lộn và cả da thật, sờ nó rất là sướng luôn anh chị ạ, sờ nó rất là sướng luôn. Đó, và bản GT khác biệt nữa là xe được trang bị vô lăng GT rất là mới. Nói chung chiếc xe này không có gì để chê anh chị ạ, em chỉ cần cho spa và dọn nội thất qua một lượt thôi, nó cũng là hết nước chấm luôn, hết nước chấm luôn, rất mới luôn anh chị nhá, rất mới luôn. Xe được trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Đó, quan trọng là giá bây giờ đã quá là tốt rồi, đã quá là tốt rồi. Ngoài ra là xe được trang bị vô cùng nhiều những tính năng an toàn, ví dụ như là cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hay là cruise control. Đó, lốp lắp của xe thì vẫn còn rất là mới anh chị nhá, lốp Michelin vẫn rất là mới. Đấy, anh chị nhìn thấy chưa ạ? Cực kỳ mới luôn. Bộ vành 19 inch cũng vậy, bộ vành đa chấu. Cái này, cái vành 19 inch là chỉ bản GT mới có anh chị nhá. Ok, cho đến cái phần anh chị quan tâm nhất rồi, đó là giá. Hiện tại chiếc Peugeot 3008 màu xanh ngọc lục bảo, sản xuất 2021 và đăng ký năm 2022, form mới bản GT bản cao nhất, đang được Auto 88 chào bán với một mức giá rẻ nhất trên thị trường là 1 tỷ 029 triệu đồng. Và mức giá trên khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng thì bên em vẫn có thể giảm anh chị nhá. Chiếc xe này thì bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm.
Và tất cả những xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn, không phạt nguội và đặc biệt cam kết thêm cả mục là km zin. Đó, rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc quý anh chị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.